Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Lê Thanh Bách, bí thư đoàn trường. Tôi được các em học sinh đặt cho biệt danh là người hò hét và chọt lét học trò. Và đây là ngôi nhà chung của chúng tôi. Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đáng tọa lạc tại khóm 6, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Trường có bề dày truyền thống hơn 55 năm xây dựng và trưởng thành. Với số lượng trung bình hàng năm hơn 1.400 học sinh, 40 lớp, 100 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, Trung học Phổ thông Nguyễn Đáng là một trong những trường đứng đầu về quy mô đào tạo của tỉnh Trà Vinh. Tháng 8 năm 2020, trường được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1. Giáo dục tuyên truyền là một mặt công tác hết sức quan trọng của tổ chức đoàn. Trong thời gian qua, việc tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên học sinh luôn được đoàn trường quan tâm triển khai. Do đặc thù, một số nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục mang tính khuôn mẫu, đôi khi sơ cứng dẫn đến chưa thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên học sinh tham gia, hiệu quả chưa đạt như kỳ vọng. Làm thế nào để công tác tuyên truyền giáo dục của đoàn vừa mang tính hiệu quả, vừa phù hợp với đặc điểm tâm lý của tuổi trẻ và xu hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hiện nay luôn là sự trăn trở của ban chấp hành đoàn trường. Từ chính sự trăn trở ấy, những cách làm mới đã được áp dụng và đã mang đến những thay đổi rõ nét. Trước hết, đó là việc áp dụng các ứng dụng trò chơi học tập vào trong công tác tuyên truyền, giáo dục, tập trung vào các nội dung như nghị quyết của đảng, đoàn các cấp, hướng dẫn thực hiện điều lệ đoàn, kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn, lịch sử, truyền thống nhà trường, lịch sử, văn hóa địa phương, luật thanh niên với hội nhập quốc tế. Các nội dung tuyên truyền được tổ chức dưới dạng các mini game với các chủ đề như la bàn dẫn lối, tôi, người cán bộ đoàn, tìm hiểu về đồng chí Nguyễn Đáng, chào năm học mới, tự hào dãy đất bên bờ Cổ Chiên, về miền châu thổ, khi tôi 18, sắc màu Đông Nam Á. Với hình thức này, việc tuyên truyền trở nên sinh động, hấp dẫn, thu hút đông đảo đoàn viên, học sinh tham gia. Bên cạnh đó, trang fanpage của đoàn thường xuyên đăng tải, chia sẻ các tin bài có số lượng người theo dõi, tương tác cao, hoạt động có hiệu quả, góp phần định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên học sinh nhà trường. Trong thời gian giãn cách xã hội do Covid-19, đoàn trường đã tổ chức các cuộc thi online như thi sáng tác ảnh, chủ đề khoảnh khắc mùa xuân, thi video clip với chủ đề Tết 5K, thi hát với chủ đề khúc hát mừng xuân, nhằm giúp cho học sinh từng bước tiếp cận với những ứng dụng số, nhất là các ứng dụng sáng tạo video. Đoàn trường đã tổ chức các cuộc thi video clip với các chủ đề như 18 với quê hương, thanh xuân của tôi, vân vân. Việc ứng dụng công nghệ số đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của đoàn trường. Phát huy những hiệu quả đã đạt được, trong thời gian tới, Ban chấp hành đoàn trường tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong tất cả các mặt công tác của đoàn, làm cho tổ chức đoàn thực sự là một tổ chức vừa mang tính chính trị, xã hội, vừa mang tính năng động, sáng tạo của thế hệ trẻ trong thời đại số. Hẹn gặp lại các bạn tại hội thi Bí thư đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ nhất tại thành phố Hồ Chí Minh.